Tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Ký ức Người lính thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam và Tập đoàn Trung Nguyên đã tổ chức lễ trao tặng bộ sách Ký ức Người lính và ba đầu sách trong tủ sách Nền tảng đổi đời cho Thư viện Quân đội. Ký ức Người lính là một phần lịch sử của dân tộc. Ký ức thiêng liêng ấy như nhắc nhở chúng ta về một thời hào hùng của toàn dân tộc, của những người lính. Theo ban tổ chức, những bộ sách này nhằm khơi dậy tâm thế, dũng mãnh, sáng tạo, khởi nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước cùng với tâm nguyện, hiểu biết để xây dựng đất nước tốt hơn, giữ nước tốt hơn, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Đồng thời, ban tổ chức sẽ tiếp tục tặng bộ sách này cho các thư viện trên cả nước.